Xin kính chào quý vị và các bạn tiếp tục đến với trung tâm điện tử Tám Hoa. Và video tiếp theo buổi tối bên em test bộ karaoke cho bác Tuyền, huyện Bình Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Vâng, trên một cấu hình karaoke của bác Tuyền gồm có 5 thiết bị. Với chọn bộ của bác Tuyền có trị giá là 19.900.000 và 5 thiết bị. Vâng, để em xin giới thiệu cho toàn thể quý vị và các bạn cũng như là bác Tuyền. Trong bộ cấu hình karaoke của bác Tuyền gồm có một chiếc đẩy công suất cây PVRUP 650. Với chiếc đẩy này được sở hữu 24 sò công suất có bù áp. Và thứ hai là một chiếc máy lưng tiếng DT Acoustic CB600. Và thứ ba đó là một chiếc vang JBL K10V. Và thứ tư đó là một cặp mic không dây của Paramax Pro 8000. Đây là một dòng mic của năm 2019, mẫu mới, rất đẹp. Cuối cùng, thứ năm đó là một cặp loa B3 hàng bãi C-Fi 10. Với dòng loa B3 C-Fi 10, nó được sở hữu một bát 25, một tép. Và bát 25 từ 17 côi 76. Và với một cặp loa của bác Tuyền, chất âm rất là hay. Và lời rất là sáng, bay. Và tiếng bát đánh mềm, chắc gọn. Với bộ karaoke của bác Tuyền, và em sẽ test cho bác bộ karaoke 19.900.000. Và quý vị và các bạn có nhu cầu xin hãy liên hệ cho trung tâm theo hai số máy 0918249265 và 0974637646. Trung tâm điện tử Tám Hoa giao hàng toàn quốc với chiếc đẩy công suất cây 24 sò công suất có bù áp của bác Tuyền có giá trên 4 triệu đồng, với một chiếc máy lưng tiếng có giá là 1.700.000 đồng và một chiếc van JBL A10V có giá 1.600.000, với một cặp mic Paramax Pro 8000 của thế hệ 2019 có giá là 3.400.000 đồng. Và để tiện cho quý vị và các bạn nắm được giá cả của sản phẩm của trung tâm, khi quý vị và các bạn có nhu cầu xin hãy alo cho trung tâm. Vâng, 19.900.000. Em có còn thương nhớ gì không trong những đêm lạnh giá canh dài, một mình lẻ bóng đơn côi, nói yêu ai đành gián dối, kỷ niệm buồn che khuất vành môi. Hôm pháo hồng trước ngõ nhà em, tôi đứng trông mà tái tê lòng. Bàng hoàng không biết tại sao người ta nỡ đành gián dối, những ân tình thôi giờ lìa xa. Còn nhớ tiếng nói thơ môi, lời yêu ngọt mời, tình say tuyệt vời mà ta đã trao. Và tôi say trong tình vườn ở đâu ngày tan vỡ, chỉ còn trong giấc mơ thôi nên mới hiểu nhân thế đổi thay. Khi trắng tay người ngoảnh xa người, tình thì tính toán lời.
thì toàn người thì trăm bề gian dối, ngắm xứ đời ta buồn mình ta.